ấn tượng đầu tiên mà của hai người là gì? Cái ấn tượng của Nhung đầu tiên là Mạnh Quỳnh chiều Phi Nhung. Anh chiều em. Để hát chung á, thì đó hát chung mà chiều Nhung là Nhung thích rồi, đâu có cần phải cái gì đâu. Tôi tưởng đâu là Nhung ấn tượng với tôi vì tôi đẹp trai chứ. U là là. Cho ông biết nha, tới giờ phút này tôi không có mê đẹp trai đâu. Dạ. Còn anh ấn tượng em cái gì? Anh ấn tượng Cương là tại vì Cương có một giọng hát rất là ngọt ngào và đặc biệt. Cảm ơn. Không có giống ai hết. Cảm ơn. Với lại cũng hợp với lại cái giọng của Quỳnh. Cảm ơn. Cũng có những cái nét giống nhau. Hai đứa đều lỗ mũi cao, mắt sâu. Trong 20 năm ca hát, kỷ niệm nào là đáng nhớ? Nhung thì lúc nào cũng gây lộn Nhung Quỳnh, nhớ kỷ niệm đó thôi chứ còn không có gì hết. Nhung mang đôi bút mà trời mưa nữa đó, mà Nhung tức Mạnh Quỳnh đó, mà Nhung chạy vô xong không biết làm gì, đá đục một cái coi như là cả cái tường lũn luôn. Police tới hỏi ơi cái gì, what happened, nói oh no, không có gì hết. Mà nó tức trời, tức dễ sợ luôn, cũng là ổn luôn, cái chặt tức hoài vậy đó. Ấn tượng như Nhung nhất là ấn tượng gì không? Nhung quýnh mình gãy ra. Vậy thôi. Không phải diễn giả mà phải là bút thiệt, cái răng rớt mẻ cái răng luôn. Khi mà diễn xuất cái tuồng Hải Âu Phi Sứ, cái khúc mà ta nói yêu tôi mà không nói, như yêu người khác, tôi tức quá, tôi phải tát cái bét. Kêu chị tát cái bét một cái, sao không biết gãy không. Bây giờ tôi nói, từ giờ tôi cười, tôi phải bịt miệng, hiểu không? Khi bị cấp đôi thì hai bạn suy nghĩ sao? Giải thích riết thì cũng thường là bây giờ mình cũng không có nói gì nữa hết. Giờ cứ nói là tại vì hai đứa diễn chung sân khấu vậy thôi, chứ ngoài đời thì không có gì hết. Người tình trên sân khấu. Người tình sân khấu. Không, còn Nhung mới là tại vì á, mà khán giả cấp đôi hay là gì Nhung cũng rất là bình thường rồi, tại vì mình đâu có cái gì đâu, chỉ có diễn là Nhung nhập vai thôi, chứ còn bình thường là hai đứa nói chuyện ông với bà hay là tao với mày nhiều lúc cũng gây lộn vậy thôi chứ thôi, tại nhưng vì khán giả nó đều thì tao mày dù kêu bằng tao mày đó. À, Nhung kêu bà ông thì có, thì Nhung Quỳnh kêu. Dù là ông với tôi. Nhưng mà Nhung thì có kêu, tại Nhung tức thôi, Nhung kêu thằng quỷ. Lúc diễn hôn nhau tình tứ thì cảm giác của mình ra sao? Cũng hơi lên lên. Ủa mình có hả? Nó giỡn thôi. Thì diễn thì mình thực ra thì diễn thì cũng đó, có những cái thì làm cho khán giả hiểu lầm thiệt. Tại vì đôi khi những lúc những cái hai đứa mình diễn có những tình nhập vai, gọi là nhập vai, những cái nụ hôn trao nhau hoặc là những cái gì, thì thực ra thì đó cũng ít có ca sĩ nào mà tôi song ca nào sân khấu mà dám làm chuyện đó. Đúng với Nhung là những diễn khi mà diễn chung với Mạnh Quỳnh ôm hay là hôn hay là cái gì đó, là Nhung là cho Nhung là một cái người yêu của Quỳnh, chỉ nghĩ cái gì đó là mình làm tròn bộ phận cái vai của mình nên năm nay khán giả thấy bán cái bao chạy liền á. À cho hôn. Sau mà khán giả thấy vậy là khán giả thích và khán giả thương, rồi cho tới bây giờ luôn vẫn là khán giả vẫn muốn là hai đứa cưới nhau, mà không biết cưới gì nữa, không muốn biết tôi làm bà hai của ông hay là gì. Anh chị rung động với đồng nghiệp như thế nào? Không có. Nhưng mình có. Mình có không? Có rung động. À đúng rồi, ông hát bây giờ ông nhìn vô mặt tôi. Ông nhìn vô mắt tôi. À mình có rung động. Rung động sao ông cưới tôi đi? Tại vì quý. Lúc đó thì đứa nào cũng có một cái lối rẽ riêng rồi. Với lại mình đưa lôm na mình đi diễn nói cái câu là tình chỉ đẹp chứ còn dân dở. Cưới nhau về nhau dở là mình mới. Quỳnh sai. Cái câu đó là Quỳnh là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cưới Nhung về Nhung đẹp lắm nè anh ơi. Đó. Tính nó mình đi giỡn thôi, đùa thôi, chứ thật ra thì nhìn với nhau thì cũng có những cái cảm xúc thôi, nhưng mà cảm xúc nó sân khấu thôi. Nhưng mà lúc bước xuống sân khấu rồi thì có thể là vì âm nhạc, khi mà âm nhạc nó cất lên làm cho con tim mình rung động. Nhất là người nghệ sĩ tuổi này rất là có dễ cảm xúc lắm, cho nên khi mà diễn với Nhung sân khấu thì giống như một người một điện âm điện dương vậy đó. Thì nó gặp nhau là sao, mà lúc bước xuống là tự nhiên hai luồng điện. Đi anh ơi, coi như giống như không biết cũng nghe vậy đó trời. Thì nhiều lúc á tức lắm luôn á, nhiều lúc á bước tức sân khấu là ổng đi lúc kia mà tìm không ra. Lên sân khấu á thì hát vậy đó, xong bắt đầu vô trong cái sân khấu là không biết ổng không cần phải nắm cái tay mình, ổng dắt mình vô hay là không, ổng đi đâu mất tiêu vậy đó. Nhiều lúc mình nói chứ cái thằng này thiệt, mà nó mới nghĩ là Mạnh Quỳnh của mình vậy hả. Bây giờ ta mới nói đó. Hai người ghét nhau thích là ở điểm nào? Mà ghét tôi gì nhất, ghét Quỳnh gì nhất, thương Quỳnh gì nhất? Ghét Quỳnh là lười biếng,
cũng như là nhiều cái kêu làm cái này cái kia, lười không có làm, đó là những ghét. Với lại xong rồi chảnh chẹ, xong rồi ta đây là đàn ông, như là vậy đó, anh là đàn ông nên là nhiều cái không có có nhưng nói đúng mà vẫn bảo thủ. Vậy đó. Dễ thương lại gì? Nói vậy thôi, rồi ghét vậy thôi. Dễ thương lại gì? Còn thương là thương, thích là Quỳnh lúc nào Quỳnh cũng giúp Nhung, giống như là sai là chỉ, hát là nhiều lúc hát chung quên lời là Quỳnh chỉ, Quỳnh hát vô. Rồi nhiều lúc lo diễn quá cái rớt nhịp hay là gì đó, giúp những cái là Quỳnh cũng giúp đỡ cho Nhung cũng nhiều nhỏ nhẹ. Nhiều lúc cái tánh nóng lên xong rồi Quỳnh cũng rồi nói chuyện với Quỳnh, cái Quỳnh làm cũng như là giọng nhỏ nhẹ lại, cái mình làm cho mình hết giận. Cô mình thích Nhung gã Nhung là gì biết không? Nộp. Nộp, giỏi, chịu khó, như là yêu nghề, rất là làm, muốn làm cái gì là phải làm bằng được. Còn cái ghét một cái là giữ la tôi. Còn khi mà chọc nhau, làm giận nhau thì có lâu không? Giống như là cũng hát với một ca sĩ khác, nhưng mà mình thì mình trong lòng của mình rất là tốt, mình muốn là cái người đó là hát chung với Mạnh Quỳnh, hiểu không? Xong rồi á, Mạnh Quỳnh á thì hai người thôi có Nhung với Quỳnh không hát đâu này kia nọ, vậy mà cái làm cho mình nó chứ ô sao ông tôn trọng mình quá ha, mình mới vừa quay vô trong cái ở ngoài cái hát chung vậy đó, trời ơi cái nói ủa sao hai người không, ủa gì kỳ vậy, nó tức mà nó tức lên tới đây nè, nói ủa ta đã nói hai đứa mày hát đi, hoặc hai đứa mày không chịu hát, hai đứa mày nói là thôi có Phi Nhung để Phi Nhung hát với Mạnh Quỳnh cho nó đặc biệt, mình sao mình nói ồ sao hai người này tốt quá ha, rồi vậy mà đúng, mới vừa nói xong cái là nhớ cái đợt đó là tại cái bầu sơ họ yêu cầu thì đó, nhưng mà họ yêu cầu mình cũng phải giữ lời hứa chứ, làm cho tôi thăng hoa lên được một chút, cái làm nó tức quá biết không, trời ơi đá từng cái rắm, không có đâu làm quà đâu, hai đứa cũng rồi bắt đầu diễn thì cũng hát vậy thôi chứ chả làm hòa luôn. Hãy nhận xét về đồng nghiệp thử sao. Quỳnh dễ thương, hiền, thực sự thì Quỳnh hiền lắm, dễ thương, hiền, chịu khó. Quỳnh Quỳnh dùng là ba từ là dành cho Nhung là giỏi, có tài và có đức. Cảm ơn. Sự quan tâm cho nhau, riêng Phi Nhung thì có sợ bị ghen tuông hay không? Nhung thì lúc nào Nhung cũng lo sợ cái gia đình của Mạnh Quỳnh đó. Nhung sợ, tại vì Nhung với lại vợ của Quỳnh là cũng rất là thân, nên Nhung cứ sợ là ông Quỳnh mỏng đi hát nó lỡ mà giống như tại vì có nhiều khán giả nữ người ta thích á, sợ Quỳnh một phút chốc Quỳnh giống như ham vui hay là gì á, là Nhung chỉ sợ vậy đó thôi, sa ngã, là Nhung chỉ sợ đó. Nhung rất là lo, Nhung thấy Mạnh Quỳnh, gia đình Mạnh Quỳnh hạnh phúc là Nhung vui, mà Nhung nghe một cái gì đó là Nhung rất là buồn, vậy thôi. Nhung quan tâm Quỳnh là cái đó. Quỳnh quan tâm sức khỏe của Nhung, đi hát nhiều quá, công việc cái thời gian Nhung làm thì tối không có thời gian nghỉ, làm giờ mình tuổi mình lớn, bây giờ bắt đầu mình phải Quỳnh lớn, Nhung quá lớn, làm gì làm cũng phải để giữ sức khỏe, đừng làm quá sức một ngày nào đó. Có tấm lòng bao la Phật, bàn tay thiện nguyện ân cần, điện lưu phù sa sông nước, tình người bát ngát mênh mông. Hôm qua Sài Gòn đã khóc, khắp trời nghẹn ngẹn tiếc thương, những con mồ côi của mẹ về đâu lạc lõng vô thường. Phi Nhung ca sĩ, nàng về bỏ lại quen đi đứa con cuối trời nấm ruột, bạn bè thân thuộc quốc quay, nàng mang tấm lòng đi rồi còn lại giọt cắt mắt buồn chỉ thương ngang nắng quấn quýt trầm hương lụa là thương nàng tài hoa phận bạc.
cả đời vất vả đa đoan. Thương ngài thương thương quá độ, xin cho được khóc một lần, xin cho được khóc một lần. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô